Trong năm qua, ngành nông nghiệp quyền Phong Điền phối hợp với các sở ngành thành phố Cần Thơ tổ chức được 43 lớp tập quấn hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, có trên 970 lượt nông dân tham dự. Các lớp tập quấn như kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kỹ thuật xử lý ra qua cây nhãn y đo, kỹ năng thực hiện chương trình ô cóp, kiến thức trồng rau màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dân dân. Cùng với đó đã xây dựng được 5 trên 4 mô hình Việt Gap, nâng tổng số toàn quyện hiện có 25 mô hình sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gap Global Gap, với diện tích là 302 hectare, có 453 hộ tham gia.